Dạ, em xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn Hôm nay em có chia sẻ món cá người kho hành ớt Món này rất là dễ làm Mà chị em nào cũng có thể làm được món này hết Thì bây giờ em xin mời cô chú, anh chị và các bạn Hãy theo chân em vào bếp để thực hiện món cá người kho hành ớt nha ở đây thì em sẽ chuẩn bị là một con cá người một ký hai và một ít ớt và hành lá và củ hành tím với một ít tỏi thì nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản hầu như gia đình nào cũng có em sẽ cho tất cả vào đây để mà mình dùng cái chài để mình đâm cho nó nhuyễn ra em dùng ở đây là một muỗng muối và hai muỗng đường và nửa muỗng bột ngọt để à, em mình hồi mình đâm cái này cho nó dễ á, cả nhà. Kho cá thì em thấy á, à, mình đâm gốc mà hành hay hoặc tỏi với của hành này á, lại thì mình ướp cá nó sẽ thơm hơn. Còn mình à, lấy dao mình à, bầm á, thì nó cũng ngon nhưng mà nó không có thơm bằng là mình lấy cái chài mình à, đâm ra vậy như vậy nè cả nhà. Bây giờ thì em đã đâm xong rồi thì mình chuẩn bị bỏ cá vào đây để mình ốp luôn Mình ốp khoảng tầm 15 phút là mình đem đi kho được rồi Nếu như gia đình nào mà mình có thời gian thì mình ốp nửa tiếng đồng hồ thì cũng được Như vậy cá nó sẽ thấm hơn Rồi em sẽ cho vào đây là hai muỗng nước mắm để cho nó thơm hơn Tại thường thường mình kho mà mình ốp rồi mình dằn một ít nước mắm như vậy thì mình kho cá nó sẽ ngon hơn đó cả nhà ở đây em chuẩn bị một cái chảo và cho ít dầu ăn vào đây. đang mình chiên cái mặt cá để cho nó vàng lên một tí, rồi mình sẽ chuẩn bị mình kho. gia đình nào mình có nước dừa thì mình kho cái món cá này nó rất là ngon. còn bữa nay ở bên em nó đang trời mưa cho nên em không có mua được nước dừa cả nhà, cho nên em kho bằng nước lạnh. rồi bây giờ em sẽ chở mặt cá lại em còn quên nữa nếu như gia đình nào mà muốn cho cái màu mà nó ngon á, thì cả nhà nhớ bỏ xả tế vào cả nhà đó em ở đây em kho xả tế còn nếu như cả nhà không ăn cay được thì cả nhà có thể mình để nước màu cũng được nghe cả nhà bữa nay em kho cá người này nó hơi cay cho nên em sẽ bỏ xả tế hơi nhiều một tí cá nãy giờ thì em kho cũng khoảng 25 phút rồi đó cả nhà thì bây giờ em sẽ bỏ hành và ớt vào đây luôn là mình chuẩn bị để mình tắt lửa tại vì cá khi mình kho cái nước nó sệt lại như vậy rồi á thì cá nó cũng đã thấm rồi thì bây giờ em sẽ bỏ hành lá vô sau bây giờ em chuẩn bị em tắt lửa rồi video của em tới đây là đã tạm dừng rồi. Nếu cả nhà thấy video hay thì cả nhà nhớ tặng cho em xin một like để em có động lực ra video mới. Bây giờ em xin chào cả nhà nha. Bye bye.